Mỹ Connection ghé vào phi trường Happy, thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, một trong những bang lớn nhất của Hoa Kỳ, nơi có rất đông sinh viên Việt Nam học tập và sinh sống tại đây. Viên Mỹ Connection xin quay đoạn video clip này để giúp cho các bạn biết một chút ít về nước Mỹ, một phần thu nhỏ của thành phố Houston. Hiện tại thì tôi đã đi qua khu vực security và bây giờ đang tiến về khu cửa ra sân bay. Trong phi trường thì các bạn có thể thấy là có những đồ ăn, thức uống, rồi những cái máy ATM của ngân hàng Chase, một trong những ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ. Và luôn luôn có những quầy bán đồ lưu niệm cho du khách. Và để cho các bạn làm quen với những cái phi trường ở Mỹ, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam chuẩn bị qua Mỹ du học, thì tôi quay tất cả những chi tiết cần thiết để cho các bạn nắm. Thí dụ các bạn có thể thấy đấy, đây là những cái vòi nước mà nó rất phổ biến ở các phi trường Mỹ. Mọi người có thể uống free và nước ở đây rất là sạch. Đây chính là những cái cổng ra sân bay. Các bạn có thể thấy là dòng người họ đang chờ để được đi những tiểu bang khác. Phi trường Hobby thì đây là một trong những phi trường nhỏ của tiểu bang Houston. Tiểu bang Houston có rất nhiều phi trường, trong đó một trong những phi trường lớn bay như là phi trường Bush. Tôi quay cận cảnh đằng sau phi trường để các bạn biết. Phi trường Houston, phi trường Hobby không lớn lắm so với những phi trường khác chúng tôi đã từng ghé thăm, như là LA hoặc là San Francisco. Với hành lý trên vai là một chiếc vali Samsonite nho nhỏ, Trí Ngô đại diện cho Viện Mỹ Connection travel khắp các tiểu bang trong Hoa Kỳ. Chúng tôi giúp những người Việt Nam, những du học sinh có ý định đi học, những sinh viên có ý định đi du học tại Mỹ, có một cái nhìn tổng quan về nước Mỹ. Chúng tôi quay rất nhiều đoạn video clip về du học cũng như là travel cho các bạn Việt Nam trước khi qua Mỹ, có thể biết được những cái hình dung được nước Mỹ nó như thế nào và môi trường học tập như thế nào. Website của chúng tôi chính là vietmyconnection.com.
Những ý kiến đóng góp các bạn có thể gửi về email vietmeconnection@gmail.com. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện những dịch vụ khác như là bảo lãnh di trú, khai thuế cho người đã ở Mỹ. Xin tất cả những giấy tờ liên quan đến du học sinh để chuyển diện để trở thành công dân Mỹ, hoặc là những người thẻ xanh có thể trở thành công dân Mỹ. Đoạn video của Việt Mỹ Connection được quay tại sân bay Hobby thuộc thành phố Houston, bang Texas, được thực hiện bởi Việt Mỹ Connection LLC. Xin phép tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn.